Vâng, mình chào các bạn cùng quay trở lại với cây của bonsai đi vượng. Thì bonsai đi vượng đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm cây si sự quá xuất sắc các bạn ạ. Một tác phẩm cây si có quá nhiều cái điểm nhấn để chơi trên cây các bạn. Thì các bạn quan sát kỹ cây này nhé. Thì bonsai đi vượng sẽ review soi thật kỹ cho các bạn thấy được những cái điểm đẹp, điểm nhấn trên cái cây si như thế này. Và đây các bạn, một cái thân rất to đây, họ đục quét bóc chỗ này đấy, rỗng luỗng luôn này các bạn. Đó, nó tạo cái đường nghệ thuật, điểm nét, điểm nhấn. Và ở phía trên, cái thân phạm ở phía trên, rồi họ đang tạo thành như một cái con linh vật thì các bạn. Các bạn nhìn như thế này thì các bạn sẽ cảm thấy như một con linh vật đang đứng ở trên cái ngọn núi này. À, các bạn nhìn thấy giống con linh vật đứng ở trên núi kia. Thực sự rất ấn tượng, rất đẹp các bạn. Với những cái góc nhìn đa chiều, ta đều có thể quan sát được thấy tác phẩm như thế. Giờ tôi xoay sang các cái chiều xung quanh coi để các bạn cùng ngắm nhé. Để tổng bóng rồi thân pháp, đường nét của tác phẩm. Thực sự có những cái nét rất kỳ dị. Thì đúng do bàn tay con người tạo lên nó mới được như vậy. Đấy, họ đục là họ đẽo rất mạnh nhưng bây giờ đang bo sẹo lại tạo những cái điểm hóa, điểm nhấn trên cây này các bạn. Góc nào các bạn đứng nhìn cũng sẽ thấy có những cái điểm nhấn trên chơi trên cây này các bạn. Đấy, đây là như là một cái con linh vật đứng ở phía trên đây. Nó gần như là tạo tác một con độc lập, một cái cây độc lập. Nhưng hòa quyện với tổng bóng và tổng cây này các bạn. Cũng có nhờ đôi bàn tay đục đẽo của con người thì là mới tạo ra được những cái nét chơi như thế này. Mình thường thiên nhiên tạo hóa thì lại không có. Và những cái vết đục rất lớn các bạn, đục thấu xuyên qua. Đây, các bạn nhìn cái thân tháp nó to trước này. Và họ đã đục ra rồi các bạn. Đó. Nhờ có đôi bàn tay và khối óc để đục đẽo thì mới được tạo hình nghệ thuật như thế này các bạn nhé. Rồi đây là tác phẩm Si Tình của anh Nguyễn Đình Quyền, Hà Nội. Cây nhỏ nhưng mà thực sự có vỏ các bạn. Chơi những cây như thế này thì có những cái đường nét ngắm mãi không chán, nhìn mãi không chán các bạn. Rồi xin mời các bạn chúng ta cùng tới ngắm một tác phẩm cây si đây các bạn. Một cây nhỏ thế nhưng mà thực sự cũng rất có hồn các bạn. Thân pháp rất đẹp. Có một cây si quá đẹp này các bạn, cây xanh các bạn ạ. Cây xanh của anh Mạnh. Nhưng đường chạy cũng khá khó chịu.
tác phẩm tiếp theo là của Cây Xanh cũng của anh Mạnh. Có bộ góc đẹp quá các bạn ạ. Bộ góc đẹp như thế này. Thần pháp mê quá các bạn. Về tọc bóng trên này các bạn. Ngày xưa nó một cái thân này các bạn, thân rất to cắt đi, còn để lại một cái mầm, cái thân, thân nhỏ, cái cành nhỏ, đang để lại một vật tượng cho các bạn. Ơi, và đây là một tác phẩm Cây Xanh rất quái đấy. Và các bạn nhìn hình dung sẽ ra như một con cá chép hóa rồng. Đó, cái mặt bên này thì nó rất rõ nét một con cá chép hóa rồng này các bạn. Khi các bạn đứng nhìn từ trên xuống thì các bạn rất rõ này. Đấy, các bạn thấy vây, cái đuôi con cá này đang hóa rồng. Một tác phẩm cây ruối trước khoảnh. Một cây tường vi nhỏ nhưng rất đẹp đấy các bạn. Tác phẩm ruối. Một cái hoa giấy, một cái đường chạy bóc thân và một cái mảnh vỏ đấy các bạn ạ. Đường chạy quá đẹp, quá uyển chuyển. Từ cái vị trí này ngắm cái view cây hoa giấy quá đẹp các bạn ạ. Một cái ổi này. Tác phẩm cây ruối. Xì cổ. Cây xanh cổ. Cây xi răng huyền.
Và con xì dòng viên này đẹp quá các bạn ạ. Đây là một cái dúi. Vừa lại gặp một cái ổi đẹp quá các bạn ơi. Ổi nhỏ nhưng đẹp quá này. Này. Đường nét cái ổi này quá đẹp này các bạn. Một cây hoa giấy tuy nhỏ nhưng lại rất có thần thái. Rồi, bonsai đinh vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.